loại hoa quả giảm cân gây nên sai lầm cho rất nhiều người mà không ai biết. Khi bắt đầu một chế độ ăn kiêng giảm cân, người nhà nghĩ ngay tới phương pháp giảm tinh bột, ăn nhiều chất xơ như rau củ, đặc biệt là trái cây. Giảm cân bằng hoa quả nghe thì đơn giản, dễ dàng, nhưng không phải loại quả nào cũng có tác dụng giảm cân, đôi khi còn là nguyên nhân dẫn tới việc tăng cân nhanh chóng. Dưới đây là 10 loại trái cây khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Cùng liệt kê nào. Quả táo tàu. Thông thường trái cây khô đều chứa một lượng đường rất cao so với lúc còn tươi. Trong đó táo tàu có hàm lượng cao gấp 3 lần so với một quả táo tươi to. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy táo tàu trong các món ăn hàng ngày như gà ác kiềm, sâm bổ lượng. Vậy nên hãy cân nhắc trong việc sử dụng hợp lý để giảm cân. Dưa hấu. Trời nóng nực mà được ăn một miếng dưa hấu thì thật đã. Trong dưa hấu chứa nhiều chất xơ và nước, tuy nhiên lượng đường lại cao hơn rất nhiều so với các loại trái cây khác. Xoài, đặc biệt là xoài chín, ngọt càng chứa nhiều đường và calo gây bất lợi cho việc giảm cân. Theo nghiên cứu, một quả xoài chín 200 giờ chứa 145 calo. Đây chắc chắn không phải sự lựa chọn hoàn hảo để giảm cân. Nho, trong nho chứa nhiều đường, thêm vào đó vỏ của nó có axit gây tổn thương dạ dày và hại men răng. Một quả nho bé nhỏ chứa khoảng 67 calo. Ước tính nếu ăn một chùm nho 10 quả thì bạn đã thu về cho mình 670 calo rồi đó. Bơ, ăn bơ không thì giảm cân hiệu quả đấy, nhưng sinh tố bơ béo ngậy lại không như vậy. Một ly sinh tố bơ có chứa hàm lượng chất béo và calo cao, cản trở quá trình giảm cân và có thể chứa tận 227 calo. Mơ, đào, người Bắc đặc biệt thích ăn mơ, đào sấy khô như ô mai mơ các loại. Tuy nhiên, hàm lượng đường trong mơ cũng khá cao, chưa kể việc nếu ăn quá nhiều có thể gây nặng nề, khó tiêu. Vì thế hãy ăn mơ, đào nguyên trái nhé. Lê là loại trái cây có chứa hàm lượng đường cực cao, phù hợp với những bạn nào muốn tăng cân. Còn những bạn muốn giảm cân thì nên tránh xa loại trái cây này ra nhé. Dứa sẹt thơm. Nhiều bạn truyền tai nhau phương pháp ăn dứa để giảm mệt. Đây là một sai lầm bởi loại trái cây này có khá nhiều đường. Ăn nhiều dễ gây cảm giác buồn nôn, tiêu chảy, rát lưỡi, chuối. Đây là loại trái cây dùng nhiệt đới, chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng khi xuống dạ dày, chúng tiêu quá chậm, cản trở quá trình phân giải chất béo, gây tích tụ lượng đường, khiến bạn mập hơn. Giải thiệu. Đây là loại trái cây mùa hè được ưa chuộng tại các nước nhiệt đới, với vị ngọt sắc. Giải thiệu lấy lòng tất cả người ăn. Tuy nhiên vì lượng đường quá nhiều nên giải thiệu ngon ngọt. Nếu bạn không tiết chế bản thân thì kế hoạch giảm cân sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Giảm cân bằng hoa quả, đặc biệt tại một quốc gia nhiệt đới phong phú các loại quả như Việt Nam, sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn nếu bạn bỏ túi 10 trái cấm không được dùng quá nhiều khi giảm cân. Chúc các bạn sớm có vóc dáng nuột nà, thon thả như mong muốn.